Phần nói đến đầu tiên của clip đó là gì? Đó là bạn Thắng Hoàng đã được tặng một bé ba lô sóc sáng từ bên Shopee nhá. Mọi người hãy comment ở phía bên dưới thì ý tưởng nào hay nhất thì sẽ được một bé sóc, và mỗi một clip thì sẽ một bé sóc sẽ được tặng cho mọi người nhá. Mọi người khi xem clip thì cố gắng like cho Jin để ủng hộ Jin, và hãy comment cho Jin. Biết đâu cái comment đấy lại là cái giải thưởng của mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đồng hành và ủng hộ Jin. Jin sẽ tặng quà. Nhưng mà tặng gì thì mọi người sẽ xem ở cuối clip nhé. Sẽ có phần rất là hấp dẫn ở cuối clip này. Shop của Jin ngày 6/6 sẽ giảm giá gần như toàn bộ shop này. Rất nhiều mã giảm giá cho mọi người này. Đấy, đặc biệt là giảm đến giá trị, giảm giá lên đến 200.000 cơ. Tóc sáng và sóc nâu phía bên Jin thì vẫn còn nhé. Đây. Đấy, vẫn còn này. Có mẫu giày mới về mọi người ơi. Mẫu này vừa mới về, siêu cấp, mắc đỉnh luôn mọi người ơi. Hết nước chấm luôn, không còn gì phải chê cả. MLB bên Jin bán thì khỏi chê luôn, hết nước chấm luôn. Anh trắng mọi người ủng hộ rất là nhiều, rất vui và rất cảm ơn mọi người luôn. Có về thêm này. Đấy, đó. Đợt tới thì Jin sẽ triển khai bán thêm một con gấu nữa cho mọi người. Như này nhà Jin thì bán rất là chạy mọi người này. Đấy mọi người thấy không? Đây là Jin bán cực chạy luôn mà mọi người đánh giá 5/5 luôn. Mã giảm giá rất là nhiều cho mọi người này. Đấy mọi người thấy không? Rất nhiều mã giảm giá cho mọi người luôn, nên là mọi người cứ thoải mái mà mua sắm nhá. Rồi, còn bây giờ thì vào clip nào. Hả? Anh thấy nó giống Coca hơn ấy. Còn thế á? Ừ. Thôi em dùng ống hút đi. Hả? Đây uống này nó đỡ hơn đấy. Nếu uống cà phê uống hút thì... Hello, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay hai đứa gọi là hành hạ nhau giữa trời hè. Gọi là hai đứa thử thách đi uống cà phê giữa cái nắng của Hà Nội mọi người ạ. Hôm nay bạn ý ăn, hôm nay là cái góc ngồi rất là mới lạ ở xe mình, đó là bạn ý đã ngồi vẹo sang một bên. Đó, mọi người thấy không? Thì hai đứa đi tìm quán cà phê nào nó đẹp đẹp tí rồi ngồi ấy. Đấy. Mọi người có thể cảm nhận được là Hà Nội nó rất là nắng. Đấy, và nóng nữa. Hai đứa gọi là khá là dũng cảm và can đảm để đi ok một pha gọi là đi vào vòng đất của đội Jin. Em cảm thấy em có nhận xét gì về thời tiết hôm nay không? Em chỉ muốn đi trực thăng thôi. Ok, trực thăng. Bên này thì chúng ta có rất nhiều đây là công viên Thiên Văn Học này. Đấy. Đang tìm quán cà phê mọi người ạ, nhưng mà vấn đề là không biết quán cà phê ở đâu, chỉ biết là cách Hàng Mô Hà Đông 500m, nhưng mà không biết ở chỗ nào mọi người ạ. Khổ không? Quá khổ để đi uống một cốc cà phê ở đây. Thì chỉ biết như thế này thì khó mà tìm thấy được. Chỉ biết cái quán đấy là ở đối diện quảng trường Thiên Văn Học. À đây đấy, đây đúng không? Không phải, đây, đối diện quảng trường đây. Thấy trắng trắng thôi. Nhà kiểu hiện đại ạ. Đây. Hay đây. Kia có Rose. Rose. Không phải đấy rồi. Đấy. Ok đi. Chiều rồi. Hai đứa tìm đây rồi. Đây Bia. Hai đứa tìm quán cà phê. Ngồi lên. Không có ấy hả? Tìm quán cà phê mất một tiếng rồi mọi người ạ, mà chưa tìm ra được cái quán đấy nó ở đâu. Kia rồi. Chicken đây rồi. Kia. Đến rồi mọi người ạ. Mắt mình thật là tinh. Tóc vai cậu thấy ổn không? Vâng ạ. Chúng ta bây giờ sẽ vào quán ấy mọi người. Vâng. Đúng đấy. Sorry. Thấy nó có đồ, rất nhiều đồ này. Đó. Để xem.
nay mình sẽ hướng dẫn mọi người chụp ảnh bằng điện thoại luôn nhé. Đều rất nhiều đồ ăn này, có kem tươi, có sinh tố, có thứ. Để về sau nhà mình. Hôm nay cho về sáng đi chơi. Em uống nước ép. Ừ, nước ép dứa đi cho thơm. Đấy, em lấy đi. Đồ đã đến. Mà bạn ấy vẫn đang đứng ở gương. Ở bên này có hai bạn khá là xinh. Đang chụp sướng ở gương này. Mọi người nhìn thấy không? Để mình đổ góc cho mọi người nhìn. Mình đang không biết cái này là để chắc là để chỉ để ngoáng thôi đúng không? Mình đang thử tháo cái nó phải ra nhưng mà không được. Cái này chắc không phải để hút đâu mọi người ạ. Không hút được. Chắc cái này chỉ để quấy thôi. Bên dưới nó cũng không phải là một cái thìa ấy. Nhưng mà trang trí là cần phải bác nó hơi óng eo đấy. Ai cho em uống cốc của anh như vậy? Hôm nay con sóc nó có đặc biệt đấy. Em thử cấm sóc lên. Mở xét đi. Mở xét đi, có cái đồ ở trong đấy đấy. Mở xét gì? Thì mở xét nó ra. Xét là cái gì? Mở kéo khóa. Đúng rồi, tiếp đi. Gì đấy? Không, cái này là của anh. Đá. 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 Chơi đá không? Tiếp đi. Pin không phải, tiếp đi. Hết cái đầu em ấy. Con ma. Đấy. Cái này là quà của con sóc của anh. Ừ đúng rồi, quà của con sóc nó tặng em ấy. Thấy nó hợp với màu này. Thế á, anh cũng không biết, em thử mở ra xem. Vòng. Biết lấy ra chưa? Sao? Nhưng mà cái này của ai? Cái này của ấn xong nó cho em ấy. Thật á? Ừ. Sao không phải anh cho em? Thì anh gián tiếp cho em thôi. Cho em á? Ngày gì mà cho em? Thật ra cái ngày này là ngày từ hôm 1 tháng 6. Nhưng mà hôm đấy trời mưa quá nên là quên mất. Khổ thế. Được không? Đẹp không? Khá hợp lý nhỉ? Mọi người thấy hợp lý không? Quá hợp lý luôn. Ngon phết. Ê, cái này của em ngon phết nhá. Sao cho anh ăn cái này của em? Cái này... Em đang chụp đâu? Chưa chụp à? Em chưa chụp nhưng mà... mà em chuẩn bị chụp mà. Thế gọi công khác nhá, gọi công khác nhá. Hay thôi để anh sửa cho. Đây để anh sửa cho. Đây để anh sửa cho. Em chưa chụp mà. Nhưng mà sao nó cứ bị nhão ấy. Thôi chắc là hỏng rồi. Thôi được rồi. Nhưng mà bây giờ về làm sao? Rồi bây giờ anh ơi. Nào, há mồm. Mồm. Bây giờ em cũng ăn rồi gì? Không, nhưng mà em không muốn, em đang để nó đẹp mà. Em phải bảo chứ, anh quên mất. Tại vì anh thấy em tu của anh rồi thì anh nghĩ là chắc là em chụp rồi. Chứ không, nếu mà chụp cả hai nhưng thì nó phải là của anh, em uống, anh có biết là em uống không? Cái lớp sô-cô-la của em đâu? Lớp sô-cô-la? Nào, đừng có chọc nó. Lớp sô-cô-la là ở bên dưới hả? Nó có một cái bột ở trên. Ừ. Đấy là cacao thì phải. Đừng có hoạt động của tất cả. Em tự đeo được không? Ui. Mày con. Tao lấy mày. Nó chấm. Có khô à? Nó chấm này nó mới đẳng cấp chứ. Được rồi. Anh gửi cho đi không? Thơm. Tình trường. Ừ, nên nó bé quá. Em bị móc được.
thường. Đây này, nó nói như thế này này, nhưng mà nó rồi. Đây để anh bóc kem nó nhá. Bóc bóc à? Ờ. Anh ấy, anh phải bóc trước lúc theo em. Đấy nghĩa là cái này phải bóc trước lúc tặng em thì nó đúng hơn. Tại sao thế? Thì bây giờ đeo rồi mới bóc thì nó buồn cười. Đúng là kiểu cố lãng mạn mà không lãng mạn được. Ok, đã xinh á. Hướng dẫn các bạn chụp bằng điện thoại nhá. Đây, đây là bạn Trang này. Thì chụp ấy thì mọi người cứ để chế độ 1 thôi. Nhưng mà mọi người chụp từ dưới lên này này, nó sẽ làm cho cái chủ thể nó sẽ cao hơn ấy mọi người. Đó, đây mình sẽ chụp nhá. Ok, bây giờ mình sẽ em đứng lên trên xem nào. Ok, rồi quay lại đây. Tạo dáng đi. Bây giờ mình sẽ cho bạn ấy tạo dáng nhá. Được chưa? Ok. Tay kia che. Cứ chụp thì không được nghiêng như này, cũng không nghiêng này. Cứ thẳng chân là được nhá. Này, 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này. Rồi, ok. Bây giờ tiếp một cái đánh tay đằng sau nhỉ. 1, 2, 3 này. 1, 2, 3 này, ok. Bây giờ đấy kiểu hai tay xà cái váy ra cũng được đấy. Hơi nghiêng người, hơi nghiêng. Đấy, ừ đúng rồi. Đấy, cái này xinh mọi người này. Đấy, 1, 2, 3, nhìn ra kia. Đấy, đúng rồi, 1, 2, 3. Quay đây tí nào. Đúng rồi, nhìn đây. Đúng rồi, xinh quá. Cái chỗ này chụp khá là ổn này mọi người này. Đây mình sẽ chụp cho bạn ý nhé. Đấy đúng rồi. Lấy đây. Hai tay lên đầu gối đi. Đấy mọi người sau đi chụp cho người yêu thì cố gắng tạo dáng như thế này nhé. Cố gắng mặt của mẫu ấy sẽ là 45 độ nhé. Đúng rồi, xinh quá. Ướt lên một tí nhá. Rồi ướt lên một tí nào. Đấy để, rồi ướt đi. Chúng ta đang ở trên tầng 2 mọi người này. Ở đây gần như là toàn công chúa rồi mọi người. Rất là xinh. Mọi người, các bạn nữ ở đây rất là xinh nhá. Nhưng mà điều đặc biệt đó là gì? Ê, có xoài này, lấy xoài không? Luôn lên đây luôn. Đây quả ớt à? Ớt cảnh, không biết ăn có ngon không? Chỗ này tí chụp ảnh khá là đẹp này. Ok, cho chụp ảnh đẹp lắm. Tiếp mình sẽ làm vài bước ở đây luôn. View này khá là ok này, nên mình sẽ chụp cho bạn ý góc này nhá. Nó gọi là đẳng cấp luôn. Mọi người nhìn căn góc làm sao để cho chân bạn ý nó dài một chút này. Đó, ok này, chuẩn bị này. 1, 2, 3 này. Rồi, quay con sóc lại đây một tí nào. Đúng rồi, nhìn con sóc nào. Đúng rồi, cười tươi một tí. Đấy, đúng rồi, 1, 2, 3 này. Like.
lắm đấy nhở. Tùng luôn. Không nhận lắm. Như này ôi. Hiện tại là bạn ấy đi vệ sinh à? Nên là mình sẽ đầu độc bạn ấy một chút. Là đó, bây giờ mình sẽ để tháo cái này ra. Từ từ mình đến thử xem là cà phê này ok, khá là ngon. Mình sẽ xong rồi. Okay. Là được sống rồi. Người cảm nghĩ nào khi mà bị cà phê xong bữa? Khá là mặn. Khá là mặn mọi người ạ. Nên là bây giờ mình sẽ phải đợi. Bên đối diện mình có hai bạn khá là xinh. Nhưng mà cái câu này nó còn xinh hơn. Đâu chân á? Sao đâu chân đấy? Đeo thì phải chịu, biết sao rồi. Đi chân đất mà. Ừ, đi chân đất thì anh nghĩ là em bỏ chân đất đi. Hay đấy. Được. Đấy. Ok, tháo ra cho nó đỡ đau chân đi. Đây là chiêu quốc 10 phân mọi người. Khá là kinh khủng. Cà phê của em về rồi này. Uống rồi đi. Anh vừa uống 1-2 hộp ấy. Thấy uống khá ngon đấy. Buồn quá. Sao cà phê sủi bọt này? Hả? Cà phê sủi bọt. Anh thấy nó giống coca hơn ấy. Không thế á? Ừ. Chắc là... À em dùng uống nước đi. Hả? Em dùng uống nước. Đây uống nước này nó đỡ hơn đấy. Nếu uống cà phê uống nước thì... Cái gì đấy? Sao đây? Sao em lại... Gì đấy? Mặn cực kì. Mặn quá. Tưởng như sao lại mặn. Em nhè ra đây. Anh không uống nữa tại vì em nhè ra đây. Em nhè ra đây anh uống cái gì? Đâu em nhè đâu. Khó. Em uống rồi. Khó. Em nhè. Khổ từ từ. Hả? Nó mùi. Chết rồi. Tại sao thế? Tại sao lại bị như thế? Anh vừa uống thử rồi. Ngon mà. Nhưng mà em nhả như thế thì anh không thể uống được nữa. Đâu em nhả đâu. Thôi. Nhưng mà kinh lắm. Dạ yeah. Anh không biết nữa. Cho nhầm rồi. Cho nhầm mất anh. Chắc là lỡ em vừa em vừa vào nhà vệ sinh đúng không? Hay là em cho gì vào mồm mà nó bị lạc mồm. Phải, anh muốn mặn thử mồm nó đi. Không được. Không. Nhả vào đấy thôi, anh không uống được nữa đâu. Điền à, anh không uống đâu. Nếu mà em chưa nhả là anh uống đấy, nhưng mà em muốn thử xem hay là em lưỡi em có vấn đề rồi. Ừ. Em uống thử mà, vừa nãy anh làm mấy hớp luôn. Uống khá là sung sướng. Hả? Không mặn. Hỏi người ta. Chứ tự nhiên cốc này mình không uống nữa. Ừ, tự nhiên cốc cà phê rồi không uống nữa. Ừ. Cũng là sau khi anh ngồi trường 5 phút thì ra hỏi là không phải không giống cà phê. Cà phê đây là pha, nếu mà mặn thì cà phê đem muối đấy. À, muối á? Ừ. Mà cà phê muối nó cũng phải ngọt ngọt một chút được. Không, chắc là đây là loại muối nó thế. Anh thấy uống khá là ok đấy. Nó mặn mặn. Ừ. Anh nghĩ là thôi không cần nữa.
Doan ở đấy, ừ, Doan ở nên chắc là... Anh thấy ngon. Rất là ngon. Hả? Cái gì đấy? Cái này ngon, cái gì? Có gì đâu? Cái này. Sao trong này? Cái gì? Hả? Đây đường. Phải. Anh thử đi. Không. Đúng. Anh không thử. Tại sao? Anh không thử đâu. Đây á, đây là loại gia vị mới từ biển. Đây này, anh nhìn dưới đáy này. Nó có hạt tiêu trắng ấy. Ừ, đấy gia vị mà, gia vị từ biển. Muối. Ừ, chắc cà phê muối phải bỏ muối này. Đúng rồi, cà phê muối chả bỏ muối. Ừ. Cà phê muối thôi, phải cà phê nâu mà. Thế á? Ừ. Thế là chắc là anh gọi nhầm rồi. To như này. May mà gia vị muối. Đây không phải muối. Đây là vị từ biển. Để em bán cái tay em để này em bán cái tay. Thôi không cần bán đâu. Thôi gì? Ờ, không có gì cả. Sao không có gì? Nào, nó tan ra bây giờ, không có bằng chứng. Anh cho vào đấy. Anh cho vào gì? Hả? Anh cho vào gì? Thì anh tự pha chế mà muối à? Đúng. Anh thử pha chế cà phê muối xem như thế nào. Ngon mà anh thấy. Thôi. Đừng. Ôi trời ơi. Bình thường thôi. Ai bảo ngày trước em chôn anh? Em chôn anh cái gì? Sao? Anh cho em ăn muối. Em chôn cả đó, em bị ngã ăn gì? Bây giờ anh chôn lại thôi. Tất cả là mọi người. Nhưng mà lúc đấy nhá, em vẫn mua đồ ăn cho anh ăn nhá. Thế bây giờ anh vẫn có đồ ăn cho em đấy. Em mua đồ ăn cho anh cũng được. Thì cái đấy cũng không được. Thôi được rồi. Bắt tay hòa giải. Coi như là chúng ta sẽ hòa hai kèo hòa bằng nhau. Tặng em đấy. Kiều ơi, anh mang muối đi lúc nào anh? Hả? Anh mang muối đi lúc nào anh? Anh để ở đâu? Đâu? Hả? Quán có. Người quán đá. Đúng không? Người đá mà đấy đúng không? Đúng rồi đấy. Không phải là đúng rồi đấy. Đâu? Cái túi đá đấy đâu? Ê, trời ơi, chỗ hết ở trong đấy rồi. Không có. Chân đất. Chịu. Đôi chân vào bạn đi chân đất. Anh cho ba. Không lên được không? Lên được. Anh gã, anh ơi. Đấy. Con gã. Này để treo xe. Em cầm tí em cầm đây. Ừ, được, về thôi. Rồi bạn ấy xong một buổi chiều thì đôi dép này đã phải xách đi cho bạn đi chân đất. Tôi sợ. Nhưng mà em cảm thấy cát nó vào chân thôi. Ừ đúng rồi, thì đi chân đất thì cát chẳng vào chân. Thôi cái này anh nghĩ là treo ở đây là hợp lý đấy. Nào được rồi, đợi ua đi. Vậy là một buổi đi chụp ảnh đã xong rồi. Giờ chúng ta phải đi về thôi. Mình đi từ mấy giờ nhỉ? 4 giờ. Ok. Thì video của chúng ta đến đây là vẫn còn. Rồi ok, chúng ta đi về nào. Ok nhá. Đi đường nào nhỉ? Về đường nào nhỉ? Ok, về bên này, về bên này. Hả? Mồm em vẫn cứ bị mặn mặn ấy. Thế á? Không hiểu kiểu gì, anh đợi đấy, Luka Kachi. Hãy đợi đấy. Hôm nay là một buổi tròn khá là thú vị mọi người ạ. Ok. Thế là mình đã biết là mở
chưa về được. Trời ơi. Đây để em lái cho, em lái một chân. Có thể này được cái thoải mái cơ. Thật đó. Ừ, nhưng mà anh không thoải mái chút nào. Sao? Anh bị đau. Thoải mái. Ủa, đúng rồi à. Ok, thì video của mình đến đây là hết rồi. Nhớ đăng ký kênh, subscribe và lên ý tưởng ở phần comment nhá. Một điều đặc biệt nữa là có Evan cho mọi người chơi kiểu món quà trúng thưởng ấy. Ok, bye bye. Một bình luận đầy ý tưởng nhiều like nhất thì sẽ được tặng một ba lô sốc sáng ở tập sau. Mọi người cố gắng bình luận thật nhiều cho Jin nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.